chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một dự án testnet ở trên nền tảng của Agoran à, Dự án AGO Nam Minh Đôn Mền Và các bạn sẽ à, tham gia vào testnet để có thể có cơ hội để nhận được à, các cái đồng coi giá trị đến từ chương trình airdrop của thằng này nhé Đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng cái ví của các bạn đó là ví MyAGO nhé cái ví này thì mình cũng đã từng làm video hướng dẫn cho các bạn rồi, thế nên là mình không nói lại nữa. Tiếp theo này, các bạn sẽ phải truy cập vào cái đường link faucet testnet này này, để các bạn có thể uh, lấy được cái token uh, và tham gia testnet nhé. Đây, thì uh, đây, đầu tiên là các bạn đăng nhập vào ví Agren nhé, sau đấy các bạn copy cái địa chỉ ví này, sau đấy các bạn có thể sử dụng một trong hai đường link này này để các bạn uh, faucet. Đây, ví dụ nhá thế chúng ta sẽ uh, tích vào tôi không phải là người máy các bạn liền ví để chỉ ví vào các bạn nhấn vào này đấy thì nó sẽ gửi cho các bạn uh, cái token testnet nha. thì các bạn uh, các bạn chuyển cái ví các bạn sang testnet thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ nhận được là cái đồng token testnet thì các bạn này ok 142 ago tiếp theo này chúng ta sẽ phải uh, đăng ký tên miền các bạn truy cập vào Sau khi các bạn à, truy cập vào rồi thì chúng ta sẽ tạo một cái tên miền ví dụ nhá tiểu sư phụ. Đấy, các bạn nhấn vào register nào, các bạn ấn vào tìm kiếm xem. Nào. Đấy, chúng ta sẽ thấy là cái luôn mềm này à, chưa được đăng ký. Đấy, tiểu sư phụ chấm ago này, tên miền đẹp, các bạn nhấn register. Ok, sau đấy thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Các bạn sẽ nhấn vào proceeds. Đấy, chúng ta sẽ à, phải chọn một cái phương thức để các bạn có thể đăng ký. Là các bạn chọn cái ví của chúng ta nhé. MyArgo này. Đấy, các bạn nhập vật khẩu vào. Các bạn nhấn Connect. Ok, các bạn nhấn uh, Connect. Các bạn chọn vào. Sau đó các bạn nhấn Connect. Chọn này. Confirm này. Đấy, chúng ta sẽ chọn là uh, các cái mức tiền khác nhau. Ví dụ uh, chọn mốc là tốn 32 Agoran này các bạn, chọn confirm này. Đấy. Chúng ta sẽ giao dịch. Các bạn nhập mật khẩu nhé. Các bạn nhấn sinh, tức là ký vào. Ok, như thế này là ok rồi nhé. Các bạn đã đăng ký thành công cái lô mình. Đấy thì các bạn có thể à, làm nhiều thao tác nhé. Tức là tạo nhiều cái đôn mền này này Đấy rất là hay đúng không Thử xem tạo thêm một cái đôn mền nữa có được không nào Mình sẽ tạo thêm một cái đôn mền nữa là um... Crypto đi Crypto for you For you chứ hả Cho so, để enter lên Đây. Eo, có người đăng ký rồi anh em ạ. Hmm. Căng nhỉ? For me chẳng hạn. Xem nào. Chưa đăng ký các bạn, nhớ đăng ký luôn. Đấy, trách thủ mà đăng ký đi. Cái này thì nó là test nét thôi nhưng mà nghịch ngợm tí cho nó vui anh em ạ. Cứ đăng ký cho nhiều nhiều một tí. Đấy các bạn cứ bởi vì À, nói chung là đây là chỉ là test net thôi mà. Sau này có thể là chúng ta sẽ nhận được cái đôn bên thực. Các bạn chọn địa chỉ rồi, sau đấy các bạn nhấn confirm. Và chúng ta sẽ phải thanh toán. Thanh toán thì các bạn sẽ chọn làm đây này. Tốn phí này. Đấy các bạn nhấn sinh. Đấy. Test net mà. Đấy các bạn sẽ thấy là thử xem cái này là nó sẽ ra cái gì nhá, truy cập ở trên uh, internet xem sao nhá. Ủa sao không lấy được ta? Không thấy, không truy cập được. Thử http xem nào. Đây nhé. Thử xem là nó có, có hiện như thế nào không. Không được anh em ạ. Không có gì cả. Tuy nhiên thì cái đơn mề này chúng ta đã đăng ký được rồi các bạn này. Đấy. Tuyệt vời không. Sau đấy thì... Đây. Làm tiếp nhiệm vụ này. Truy cập vào. Hỏi đăng ký chưa. Các bạn có thể dịch ra để có thể đọc nhé. Có vấn đề gì khi đăng ký? No. Bạn có muốn xem những tính năng tiếp theo? No. Ok, thì nó yêu cầu là các bạn có thể uh, điền cái uh, domain mà các bạn muốn nhận được cái uh, phần quà nhỏ nhỏ đến từ mạng chính ấy. Thì các bạn điền vào thôi. Đây này. Vui lòng chia sẻ Discord hoặc Twitter thì các bạn có thể điền Twitter vào. Đây. Twitter đây nha anh em. Các bạn điền vào đầy đủ. Ở đây cái form này thì nó không bắt buộc lắm đâu, nó chỉ là một cái form kiểu khảo sát thôi anh em hiểu không? À, tuy nhiên thì các bạn à, có thể trình bày à, nó 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 kỹ một tí bởi vì là khả năng là khi mà các bạn có thể feedback tốt ấy thì nó sẽ phần thưởng cho các bạn đấy. Đấy, thì các bạn fit vào thôi Sau đấy các bạn copy này Rồi chúng ta Điền vào form thôi Ok Nhấn gửi Xong nhá Sau đấy thì các bạn sẽ phải làm một cái nhiệm vụ nữa này Vào cái kênh Discord Mở nó lên đít mình lại quá tải rồi. Các bạn roi uh, vào cái kênh đít cọt của nó này. Đây. Có khả năng là các bạn sẽ phải xác nhận cái tài khoản của bạn đấy. Feedback feedback thì là cái link lúc nãy chúng ta đã uh, truy cập rồi nhá, thì cái này uh, các bạn uh, vào đâu nhỉ có thể đọc thêm cái bài viết ở đây này, đọc thêm cái bài viết uh, chi tiết của cái dự án này ở đây, đấy, nó có một phần đó là phần các bạn enter cái địa chỉ của các bạn vào đây các bạn có thể feedback ở trong này đây này các bạn có thể chụp ảnh vào chụp ảnh cái đơn mền của bạn đã đăng ký vào ấy đây này ví dụ như đây đây này anh em đăng ký vào sau đây anh em dùng cái chụp ảnh ấy copy đấy vứt vào đây đấy. ngoài ra thì các bạn có thể feedback ý kiến của bạn ở trong cái uh, cái, cái cái kênh này của nó nhé nói chung là làm đến bước này thì các bạn đã, đã làm xong rồi còn cái phần uh, phần thưởng ấy thì uh, các bạn chờ update thêm đến từ uh, uh, mình nhá. mình sẽ cố gắng theo dõi và nếu như có update hoặc là phần thưởng sớm thì mình sẽ À, cập nhật cho các bạn ở trong cái kênh Telegram ấy thì các bạn cố gắng theo dõi channel cũng như là group để có thể cập nhật thêm thông tin nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Dư Phụ. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.